Hello, xin chào bác nhá. Rất vui được gặp lại gia đình nhà mình trong khung giờ 8:03 mỗi tối với em là Thanh Tùng đây. Đấy, chúc gia đình nhà mình có buổi tối vui vẻ này. Qua bước sóng live stream này thì hãy hoan hỉ cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi toàn thể anh chị quý vị gia đình ơi nhá. Đấy, chia sẻ những buổi live stream ngày hôm nay đi để bước sóng này tiếp cận được với những khách hàng để đang quan tâm những dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ nhá. Vâng, cảm ơn rất cả những bác mà vừa thấy bước sóng live stream của chợ ô tô đầu mối đã ngay lập tức vào xem này. Chào Phạm Chính, chào Nguyễn Viết Tùng, chào bác Đức Lê, chào bác Phạm Thư Kỳ, chào bác Bá Nguyễn, chào Trần Thị Thu Hàng nào. Chào đại gia đình ạ. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe luôn nhá. Thì mình tham khảo giúp em đi ạ. Đấy, gần 80 đầu xe để phục vụ toàn thể anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đây, em xin phép đi một vòng quanh chợ ô tô đầu mối Hải Dương để mình cùng quan sát thêm cho em những đầu xe bên em đang có nhá. Vâng, chào Trần Thu này, chào Thái Phạm này, chào bác Bá Nguyễn, chào đại hình mình nhá. Đây còn rất là nhiều xe luôn nhà mình ơi, quan tâm giùm em đi ạ. Vâng, chào bác Trần Thư Kỳ nhá, chào Khúc Văn Công, chào đại đình mình. Đấy, nhà mình quan sát em một vòng chợ ô tô đầu mối này Hải Dương hôm nay nhá. Rất nhiều mẫu xe từ 4 chỗ này đến 7 chỗ này. Đấy, loanh quanh tầm phân khúc 600 triệu đồng thôi. Nhà mình tham khảo dùm em tổng nhá. Các bác còn đang quan tâm đến dòng xe nào, mẫu xe nào này, cứ bình luận, cứ comment. Đấy, để em tư vấn về giá cả cũng như chất lượng xe, thủ tục mua bán như nào. Đấy, ship xe hỗ trợ trả góp hoặc là những thủ tục liên quan ra sao nhá. Đấy, cứ bình luận đi để em tư vấn cho ạ. Vâng, chào Nguyễn Văn Tuyến, chào anh Ngọc này, chào bác Đậm Hoàng Văn Dũng này, chào Hà Nguyễn này, chào đại hình nhá. Nhiều xe đẹp quá anh ơi. Vâng ạ, cảm ơn bác Thái Phạm rất là nhiều ạ. Đấy, cảm ơn những lượt bình luận cho mình rất là nhiều nhá. Đấy, phải còn rất là nhiều xe luôn này. Vâng, chào bác Phạm Chính ạ, chào Thanh Tùng nhé, nhiều xe đẹp quá, không đổi tiền. Ok bác Phạm Chính nhá. Đấy, bác chưa đổi tiền thì bác cứ cho cháu Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ nhá, 5-7 lượt bình luận đến bác Phạm Chính nhá. Nào đổi tiền thì ra gặp cháu nhá. Vâng, cảm ơn bác Phạm Chính ạ. Kia Morning màu vàng đi Thanh Tùng, ok, có Kia Morning ạ. Chào bác Trần Hiểu Xuân Hiền nhá, chào tất cả những anh chị mình vừa vào xem buổi livestream này ạ. Vâng, thì em xin phép bắt đầu vào live, vào giá buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đây, Kia Morning màu vàng đây, nhà mình tham khảo giùm em đi ạ. Kia Morning màu vàng 2016, đăng ký là bánh năm 2017 nhá. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Con này bên em đang bán với cửa tiền cho gia đình nhà mình là 195 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, là dòng đúc phay lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn si còn chất nhá. Đấy, Kia Morning đời 2016. Hãy đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 195 triệu đồng. Vâng, cho Chất Huyền, cho Dương Dê, cho Trần Xuân Hiển. Ok, tiện thời giới thiệu luôn mấy đầu Kia Morning cho mình cùng tham khảo dùm em Tùng nhá. Đây, tiếp tục là Kia Morning đã. Đấy, vừa là con màu trắng, con màu vàng này. Tiếp tục giới thiệu anh chị mình Kia Morning màu đỏ nhá, 2016 số sàn 1.54 máy, 195 triệu đồng, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương nhá. Là sang đúc phay lốp láp đẹp, cặp đèn pha, trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều này. Đấy, gương kính cụp xoay điện, đăng ký đăng kiểm đến cuối năm nay. Đồng giá con hai con Morning này 195 triệu đồng gia đình nhà mình ơi. Vâng, chào bác Đăng Cường này, chào toàn thể anh chị đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, để ủng hộ Thanh Tùng, để ủng hộ cho ô tô đấu Hải Dương, cả nhà mình hãy cho em xin mỗi người vài ba lượt chia sẻ đi. Lên trang cá nhân này, lên tường này, lên những hội nhóm thân thương nhá. Để lan tỏa buổi livestream này hơn đến với những anh chị nào đang có nhu cầu tìm đến những dòng xe cũ ạ. Vâng, cháu Đỗ Thành Nhơn nhá. Vâng, để tiếp tục chương trình giới thiệu cho con Morning bên em có này. Giới thiệu đến đại gia đình nhà mình một mẫu Kia Morning hôm nay bên em mới về đấy ạ. Kia Morning số tự động đời 2011. Đấy, đăng ký là bánh 2013. Đấy, chị ạ. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng nhá, chủ trước là chủ nữ nhá. Động cơ 1.25 số động, máy eco, tiết kiệm nhiên liệu. Con này thì anh em đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng. Đấy, bản đồ xin nhan gương, gương kính cụp xe điện, la răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi nhá. Đăng ký đăng kiểm còn dài này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. 265 triệu đồng Kia Morning. Nhập Hàn đời 2011, máy số keo chỉ sơn si bao zin cho anh chị quý vị gia đình nhá. Một chiếc xe rất đẹp nữa nhá. Ngày mai thì em sẽ lên video cũng như là hình ảnh chi tiết của em này cho mình cùng tham khảo ạ. Cháu Trần Dũng nhá. Lâu lắm mới được gặp lại bác Trần Dũng này. Xem mới
xe mới quá năm sau mới mua được. Ok Trần Dũng nhá, cứ về đây đi, cứ về gặp Thanh Tùng đi, là có xe rồi nhá. Vâng, chào bác Đỗ Thành Nhơn này, chào bác kệ nó đi, chào đại gia đình nhá, chào bác Ngọc Tuấn Hoàng, chào đại gia đình thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền đất nước. Vừa rồi là ba mẫu hatchback một đầu rồi, thì em Tùng xin báo giá cho đại gia đình mình một mẫu sedan hai đầu đời cao nhá. Chevrolet Aveo 2017 bán giá bằng con Morning đây, cho mình cùng tham khảo này. Sedan hai đầu phân khúc hạng B màu đen, tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh đất cảng đây, 225 triệu đồng, 1.5 số sàn nhá, máy số keo chỉ sơn si bao zin đấy, bà không bàn chất lượng xe nhé, bàn về giá cả thôi, 225 triệu đồng đấy, còn bớt còn gia lộc sâu cho đại đình mình ạ. Đấy, Aveo 2017 225 triệu đồng này. Vâng, em Tùng xin báo giá lần lượt những đầu xe bên em đang có nhá. Các bác nào đang quan tâm cứ bình luận, cứ comment đấy, em review sâu hơn nếu mẫu xe đấy bên em có nhá. Vâng, cho Phạm Lam này, chào đại đình ạ. Đấy, hoan hỉ cho em xin 57 lượt chia sẻ đi anh chị, quý vị gia đình ơi. Đằng sau mẫu Aveo 2017 rồi, giới thiệu gia đình mình một dòng tập lái nhá, loanh quanh 140 đây, 145 triệu đồng cho mẫu La Chetty 2009, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang, la xăng đúc lốp láp đẹp đấy, phanh thắng thì còn ngon, gầm bệ chắc chắn, nội thất thơm tho nhá. Tập lái 140 sedan hai đầu màu đen rất lịch sự, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, 145 triệu đồng đấy, còn rất là nhiều đầu xe nhá. Các bác nhà mình đang quan tâm đến dòng nào này, mẫu nào cứ bình luận đi, comment đi cho Tùng xin 57 lượt chia sẻ đi, ra cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Vâng, tiếp theo đây một mẫu xe màu bạc tên là Toyota Vios này, dòng xe quốc dân 5 chỗ lồi đồng cối đá, xin gửi đến toàn thể anh chị quý vị nhà mình nhé. Xe được mang động cơ 1.5 số sàn, hộp số VVT-i đấy, la răng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS hai bánh trước, hỗ trợ phanh tàng chống hai bánh sau nhé. Bản e xịn em đang gửi đến gia đình nhà mình với cửa tiền 225 triệu đồng, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 410 lụt, nơi đặt trụ sở giao dịch chính của chợ ô tô đầu mối Hải Dương cũng như quê hương của Thanh Tùng ạ. Đấy, các cánh tay của anh chị quý vị ở Hải Dương nhỉ, cho em xin 57 lượt chia sẻ đi đại gia đình ơi. Đấy, em xin báo giá lần lượt trên đầu xe hiện bên em có nhá, cảm ơn gia đình rất là nhiều ạ. Vâng, đằng sau mẫu Toyota Vios bản E màu bạc 2009 rồi, tiếp tới đây giới thiệu gia đình nhà mình đây một mẫu xe đời cao đây, Mitsubishi Outlander 2016, đăng ký gần bánh năm 2018 nhá, còn thì mang động cơ 2.0 số động. Bên em đang bày bán với mức giá tham khảo cho đại gia đình nhà mình là 555 triệu đồng thôi, 555 triệu đồng dành nhá. Máy số keo chỉ sơn xi đình nguyên zin, lốp láp mới cả dàn đấy, gầm bệ chắc chắn không mục mọt, nội thất ghế da xịn zin nguyên bản theo xe ấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. Em đang ra bán với cửa tiền là 555 triệu đồng, tầm 300 triệu đồng mua được xe gì hả phóng viên Thanh Tùng, tầm 300 triệu đồng mua được rất nhiều xe nó bắc Thanh Hoan nhá. Đâu để em xem mà chính xác à, con nào bên em đăng cái khung tầm 200 triệu đồng em tư vấn cho bác Thanh Hoan này. Đấy, cả nhà mình đang muốn xem cái tầm phân khúc bao nhiêu tiền nhé, cứ bình luận cứ comment đi, em tư vấn sâu trực tiếp cho ạ. Đâu, tầm 300 triệu đồng thôi nhỉ. Đây, tầm 300 triệu đồng nhá. Ok, hello bác Trần Thư Kỳ nhá, hello bác Cúc Văn Công, hello đại gia đình mình này. Đây, tầm 300 triệu nhá. Đây, tầm 300 triệu mà gầm cao nhá, bác Thanh Ngoan tham khảo cho Thanh Tùng mẫu này này. Đấy, tầm 300 triệu nhô một xíu thôi, 315 triệu đồng cho mẫu Hyundai Santa Fe 2007 gầm cao SUV đến từ nhà Hyundai nhá. Đấy, Santa Fe mà chỉ có 315 triệu đồng thôi. Xe để sản xuất năm 2007, đăng ký là bánh 2009, động cơ 2.7 2 cầu máy xăng. Đấy, hỗ trợ khởi động ngang dốc này, hỗ trợ đổ đèo này, cảm biến chống trơn trượt này. Con này thì bên em đang bán được khoảng 315 triệu đồng. Đấy, anh chị quý vị mà đang quan tâm đến dòng xe tầm 300 gầm cao nhá, quan tâm cho mẫu này đi, đi gia đình đi chơi rất là ok luôn ạ. Đấy, full đồ chơi rồi, về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Đấy là nhơ 300 một xíu này. Đấy, còn tầm 350 thì bác Thanh Ngoan quan tâm cho chiếc này nhá, Toyota Vios 2016 bản E. Đấy, 2016 bản E nhá. Xe này là trang bị động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi, máy số keo chỉ sơn xi thì bao zin, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS ở 4 bánh, xin nhan trên gương, gương kính cục diện, full đồ chơi rồi ạ. Màn hình cova này, cam lùi cam hành trình này, đèn bi cầu này, đấy, đề lổ số tao tốp này, 350 triệu đồng nhá. Đấy, tầm 300 triệu thì bác quan tâm cho em hai mẫu này đi ạ. Vâng, chào Đồng Hiệp, chào Võ Hải, chào Trần Đức Anh, chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá.
Đấy, hoan hỉ vui vẻ cho anh Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình nhà mình ơi. Không mất tiền, không bạc gì cả để lan tỏa buổi livestream này hơn. Cảm ơn toàn thể những lượt xem, lượt like, lượt thả tim cho mình rất là nhiều nhá. Đây, tiếp tục là Toyota Vios nhá. Con này đời 2017, số rộng, động cơ 1.5 bản E. Bên em đang giao bán cái cửa tiền gia đình nhà mình là 448 triệu đồng. Đấy, một dòng xe gọi là quốc dân nhá. Đấy, cam lùi, cam hành trình đầy đủ này. Cặp đèn pha này, trang bị công nghệ bi cầu này, đèn gầm phá xương này, xin nhan trên gương, phanh đĩa chống bó cứng 4 bánh. Đấy, đăng ký đăng kiểm thì còn dài miên man luôn nhá. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Đấy, bản này là bản 7 túi khí gửi gia đình mình. Đời 2017, đăng ký đăng bánh 2019. Bên em đã bán với cửa tiền là 440 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp, hỗ trợ ship xe trên 100 km gia đình mình ạ. Đấy, Toyota Vios 2017 gửi gia đình mình. Đây thì tiện thể em giới thiệu đến gia đình mình một vài đầu Toyota Vios, mẫu xe quốc dân nhá. Rất là lành, rất là bền này. Vâng, chào Đức Chính ô tô đang xem của anh chị mình anh nhá. Vâng, tiếp tục lại chiếc máy quay này là Toyota Vios này. Đấy, báo giá một dàn Vios cho mình cùng tham khảo nhá. Toyota Vios 2010 1.5 số sàn. Còn này bên em đang bán được cửa tiền cho gia đình nhà mình là 195 triệu đồng. Đấy, biển thì thủ đô này, la sáng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng 2 mét, xin nhan trên gương, gương kính cụp siêu điện. Con này em đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng thôi nhá. Đây, tiếp tục để một mẫu Vios bản E này, đời 2010 cho mình cùng tham khảo nhá. Đây, Vios màu đen bản E 2010, loanh quanh 200 triệu gửi gia đình mình đây. Bản E xịn, tư nhân chính chủ 14 Quảng Linh. Đấy, la sáng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Nội thất ghế da điều hòa lau lạnh 2 chiều nhá. 205 triệu đồng thôi. Đấy, Toyota Vios bản E xịn gửi gia đình mình. Vâng, cháu Trần Đức Anh này, vâng cháu Nam Phương, ok gửi định vị. Mai vợ chồng chị qua đến qua xem, chốt luôn. Ok chị nhá. Nhắn tin trực tiếp qua cho em hai số Zalo ở trên hình, 0347 701 77 và 0343 540 99 nhá. Để em gửi vị trí chính xác cho mình cùng tham khảo này. Rồi, tiếp tục lại Toyota Vios nhá. Báo giá một dàn Vios hiện đang có tại chợ ô tô đầu ngoại Dương. Đấy, để ủng hộ em cả mình cho em xin 5-7 lốt chia sẻ đến chị quý vị gia đình ơi. Toyota Vios 2018, đăng ký bánh 2020, biển tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương quan họ chuyên tình này. Có thể bản E xịn nhá. Bản E xịn gửi gia đình mình với cửa tiền là 500, à bản G xịn chưa ạ. Bản G xịn gửi gia đình mình cửa tiền 515 triệu đồng, 1.5 số tự động. Đấy, la sáng đúc, phay 4 bánh, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng 2 mét nhá. Đấy, con này 4 lốp liền đời theo xe luôn ạ. 4 lốp liền đời theo xe. Cặp đèn pha thì được trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này, xin nhan trên gương, gương kính cục sửa điện. Tóm lại là không khác một chiếc xe trong hãng nhá. Không khác một chiếc xe trong hãng luôn ạ. Máy số, keo chỉ, sơn xi, nội thất nguyên zin, cầm bệ còn sáng xanh luôn. Đăng ký đăng kiểm còn mà dài miên man luôn ạ. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2024 này, 515 triệu đồng, hỗ trợ trả góp, bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ ship xe trên toàn quốc cho anh chị của mình quan tâm mẫu xe nhá. Màu vàng cát rất đẹp đây ạ. Vâng, cháu Thương Vũ, cháu Trần Xuân Dự, cháu Phi Long, cháu Hoàng Đức Hợp, cháu Trần Đức Anh nhá, cháu đại đình mình này. Đấy thì vừa rồi là khá nhiều dòng 5 chỗ đúng không? Rất là nhiều dòng 5 chỗ này. Tiếp tục báo giá thì mình đổi không khí đây. Báo giá một vài đầu xe 7 chỗ thì mình cùng tham khảo này. Đấy. Vâng, thì trước máy quay đây xin giới thiệu anh chị quý vị cho mình một mẫu 7 chỗ đến nhà Toyota đây. Toyota Innova 2006 này. Đăng ký là bánh 208, động cơ 2.0 số sàn. Bản G xịn nhá, bản G xịn gia đình nhá. Đấy, la sáng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng 2 mét, vô lăng túi thí, nội thất ghế da điều hòa lau lạnh 2 chiều rét buốt nhá. 240 triệu cho mẫu Toyota Innova 7 chỗ đến nhà Toyota này ạ. Xem đẹp quá, chốt mạnh nhỉ ơi. Ok, cảm ơn Trần Đức Anh này. Đấy, 240 triệu nhá, Toyota Innova 2006, máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất luôn. 240 triệu đồng này. Đây, hơn 100 triệu một xíu này, bằng con SH thôi nhá. Bằng con SH thôi, đã có xe 7 chỗ này rồi. Mitsubishi Jolly 204, đăng ký là bánh 206, động cơ 2.0 số sàn. Con này bên em đang giá bán cái cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 135 triệu đồng thôi nhá, 135 triệu đồng thôi. Là sáng đúc, lốp láp đẹp, cầm bệ chắc chắn, 7 chỗ rộng rãi, phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình, mà chỉ có 135 triệu đồng thôi gia đình ơi. Vâng, cảm ơn lượt xem, lượt like, lượt thả tin, lượt comment gia đình rất là nhiều nhá. Đấy, 8:03 mỗi tối này bên em xin phép gia đình mình, xin các bác mỗi người từ 30 đến 50 phút thôi. Đấy, để lên báo giá cũng như trò chuyện tương tác đại gia đình mình
về những dòng xe hiện bên em đang có nhá. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều ạ. Rồi 204 135 triệu đồng này. Tiếp tục nhá. Toyota Innova 211 thôi. Toyota Innova 211 325 triệu đồng của gia đình nhận. Đấy, bản gò xịt màu xám đá, màu rất đặc biệt và đẹp đây. La răng đúc, phanh đĩa trống bo cứng ABS, vô lăng túi khí, giá để đầu trên cao. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin nhá. Bản gò xịt đấy, dòng Toyota có hai mẫu xe gọi là quốc dân này. 5 chỗ thì có Vios này và 7 chỗ thì có bọn Innova này. Nội thất thì rất là rộng so với phân khúc nhá. Đấy, điều hòa thì còn Nhật thì không phải bàn. Vô cùng tiết kiệm nhiên liệu đấy, 7 chỗ ăn thì tầm lanh quanh 8 đến 9 lít trên 1 km đường trường thôi. Đấy, các bạn nào đang quan tâm đến một mẫu Toyota Innova đời kha khá quan tâm chiếc này nhá. Innova 211 325 triệu đồng ạ. Rồi tiếp tục lại một mẫu 7 chỗ bên em đang bán đây. 7 chỗ mà hơn 100 triệu đồng một xíu này. 125 triệu đồng anh chị quý vị nhé. 125 triệu đồng. Mitsubishi Zoyli 2005 đăng ký lăn bánh 2007. Mắt xích đèn cột lốp treo rồi. Đấy, máy số keo chỉ sơn xịt còn đại chất. 125 triệu đồng. Còn da lọc còn bớt sâu thêm gia đình mình nhá. Ở nội thất bên trong đây này. Đấy, 7 chỗ này, nội thất bên trong rất đẹp luôn. Nội thất ghế da, điều hòa long lạnh hai chiều rét buốt. Cam lùi, cam hành trình này, màn hình cova cỡ lớn này. Đấy, sạch sẽ thơm tho rồi. Mang về sẵn đi, sẵn dụng, phục vụ nhu cầu gia đình thôi nhá. Mitsubishi Zoyli 205 125 triệu đồng. Đồng tiếp tục báo giá đến gia đình mình nhá. Vâng. Đấy thì tối nào cũng là 8 giờ 3 phút. Nhà mình hãy vào ủng hộ em nhé. Cảm ơn gia đình rất nhiều này. Cháu Nguyễn Đường này, cháu Du Lương, cháu Quang Lợi Củ, cháu Ngoan Thanh. Chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên 3 miền đất nước. Đấy. Vâng, tiếp theo đây một đầu xe số rộng nhá, gửi gia đình này. Gentech 2010 1.2 số tự động, 5 chỗ ngồi. Đấy, các bác nào mà vừa có bằng này muốn bổ túc tay lái quan tâm chiếc này đi. 225 triệu đồng. La răng đúc xin nhan trên sườn xe, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, option cửa sổ trời panorama này, cam đùi, cam hành trình đầy đủ, màn hình Android cỡ lớn nhá. 225 triệu đồng còn bớt còn thương lượng. Mấy mẫu Vios anh cho xem, mấy mẫu Vios 2009 2010 à? Ok anh ơi, đây nếu mà 09 10 anh tham khảo cho em mấy mẫu Vios nhá. Đây, Toyota Vios 209 bản Exit 2009 đây. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không lụt, 1.5 số sàn bản E. Đấy, là giáng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất nhá, xin nhan trên gương. Đây, nội thất bên trong nhá. Yeah. Nội thất ghế da này, điều hòa long lạnh hai chiều này, vô lăng ba chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, cam đùi, cam hành trình thì đầy đủ rồi nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền 225 triệu đồng. Đấy. 225 triệu đồng thôi. Cho mẫu Toyota Innova bản E 2009 ạ. Đấy, thân vỏ đèn lạc, máy số keo chỉ thì còn chất nhá. Mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi, phục vụ nhu cầu gia đình của mình. Vâng, cháu Trần Thị Thu Hằng, cháu Trần Văn Việt, cháu Nguyễn Đình Thọ, cháu Trần Hà. Đấy, anh Du Lượng và đang quan tâm đến dòng Vios tầm 209 2010 quan tâm cho em chiếc vừa rồi nhá. Đây, ở trong này còn một chiếc mà tầm đây, một chiếc bản E 209 bản màu đen nhé. Con này cũng là bản E 219 nhưng màu đen. À, 209 màu đen chứ các bạn. Đây, 210 triệu đồng cho mẫu Toyota Vios màu đen nhá. Tư nhân chính chủ 14 Hoàng Linh. Đấy, là sáng đúc, lốp lắp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan trên gương, đấy, màn hình cova, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 nhá. 210 triệu đồng ạ. Đấy. Bác Du Lượng đang quan tâm đến tầm Ido Vios 2009 2010. Đấy, tham khảo cho em hai mẫu vừa rồi. Có video chi tiết ạ. Cờ lui 212 số động biển Hà Nội không. Cờ lui 212 số tự động biển Hà Nội thì bên em tạm thời chưa có bác ơi. Bên em chỉ đang có mấy đầu la chất thì CX thôi nhá. Mấy đầu la chất thì CX số tự động thôi. Còn không chưa có cờ lui nhá. Bác có để lại số điện thoại đi. Nào có đầu cờ lui được về thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác ạ. Asen 209 ạ. À? Asen 209 có Asen 209 nhá. Đấy. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, hoan hỉ vui vẻ cho em dùng xin 57 lượt chia sẻ cho anh ơi. Để tiếp cận hơn được với những anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm đến dòng xe cũ đã qua sử dụng nhá thì đến với em. Ok bác, vâng ạ, chào bác ạ. Đấy, tham khảo cho em mấy mẫu nữa đi anh Du Lượng nhá. Vâng, chào bác Chiến Minh nhá. Đây, bác nào vừa hỏi Asen 209 đây thì tham khảo cho em mẫu này đi ạ. Hyundai
Hyundai Accent 209 màu bạc. Đấy, con này bên em đang bán với cửa tiền là 165 triệu đồng. 1.4 số sàn nhập hàng nguyên chiếc, là sáng đúc, lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn si thì còn chất nhá. Đấy, 209 nhập hàng Hyundai Accent đây ạ. 250 quay đầu, à vai ốt 250 quay đầu à. Đấy ạ, vai ốt 250 quay đầu và em quay 2 mẫu anh ạ. Đây em lược lại cho anh xem nhá. Sau buổi livestream này thì em sẽ gửi cho anh hình ảnh video chi tiết nhất ạ. Em có con ghét bạc nào không quay xem nào. Con ghét bạc thì em bên em chưa có anh ơi. Bên em đang có con ghét màu xanh rồi anh ạ. Bên em đang có một ghét màu xanh rồi ạ. Con chó kim dung nhá. Đây, vai ốt tầm 250 triệu quay đầu đây. Vai ốt bản E màu bạc, đó 2009, 225 triệu đồng. Là dáng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn si chất. Đấy, thân vỏ liền lạc. Cam kết anh chị quý mình không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích gặp nước nhá. 225 triệu đồng cho mẫu vai ớt màu bạc 2009 nha. Hello hello, ok bác Trần Xuân Việt này. Đấy, ghét màu bạc chưa có anh ơi, đang có ghét màu xanh thôi nhá. Anh chị quý mình Facebook chia sẻ giúp Thanh Tùng mạnh mẽ lên, ok cảm ơn bác à. Cao biển ô tô rất nhiều à. Chào bác Thái Phương Mai, chào Đại Đình Mình. Vậy là Accent 209 không? Đây tiếp tục em giới thiệu anh chị quý mình một mẫu Accent đời cao luôn này. Hyundai Accent 219 bản bay. Đấy, bản bay nhá. Con này thì đang mang động cơ 1.4 số tự động. Đấy, hộp số 6 cấp. Đấy, mà mang nước sơn màu trắng này. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 395 triệu đồng. Đấy, hỗ trợ ship xe cũng như là bao nhiêu. Đấy, Hyundai Accent 219 màu trắng. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang này. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Cam lùi, cam hành trình thì đầy đủ rồi nhá. Đấy, Hyundai Accent xe lướt 2019. Có xe nào hơn 100 tí số tự động không à? Hơn 100 một tí mà số tự động thì tạm thời chưa có bác ơi. Phải gần 200. Và tầm vào gần 200 thì có số tự động bác nhá. Vâng, chúng du lượng địa chỉ của bác ở đâu? Vâng, địa chỉ của em là chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Địa chỉ là Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2. Đấy anh chị quý vị mình đang quan tâm dòng xe đến từ 4 đến 7 chỗ đã qua dụng này thì đến bên em nhá. Hai số hotline thì ở trên mình ngồi. Cứ kết bạn trực tiếp qua Zalo đi để em gửi vị trí một cách chính xác nhất. Đây anh chị quý vị đến với em để được tư vấn, để được xem xe và chạy thử xe miễn phí nhá. Đấy, cảm ơn lượt bình luận, lượt like thì mình rất là nhiều này. Thì ở phía đằng này xin giới thiệu cho gia đình mình một mẫu xe đến từ Nhật nữa. Sedan hai đầu phân khúc hạng B, Mazda 626 2004, đăng ký và bánh năm 2006, 2.0 số sàn màu đen. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 145 triệu đồng anh chị quý vị mình ạ. 145 triệu đồng cho mẫu xe này. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu tập lái tránh mưa tránh nắng, muốn chọn cho mình một mẫu xe sedan hai đầu đến từ Nhật nhé, vô cùng là bền bỉ và đẹp đây, phong dáng rất trường xe, dài xe này. Đấy, 145 triệu đồng cho mẫu Mazda 626 này ạ. Chào bác Mi Chiến Minh, có xe nào 150k dịch vụ không? Tầm 150 triệu bác. Tầm 150 triệu chạy được dịch vụ không ạ? Tầm 100 thì em cũng xin phép giới thiệu đến bác cái tầm xe tầm 100 loanh quanh tầm 150 nhé, thì bác tham khảo này. Xem có mẫu nào ok thì bác Minh Chiến nhắn tin cho em nhé. Gọi điện trực tiếp cho em ạ. Đây, loanh quanh tầm 150 này, quan tâm cho em chiếc này đi. Toyota Vios 2006 đăng ký bánh 2008 nhé. Động cơ 1.5 số sàn. Đấy, 135 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn si còn đại chất nhá. Mang nước sơn màu bạc rất đẹp đây. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 2 năm 2023. Có con nào 5 chỗ số động không bác Hạo Lam? 5 chỗ số động, có con nào 20 không cụ, 20 thì không có rồi. Bác Trần Xuân Việt nhá, không có con nào tầm 20 triệu đâu bác Trần Xuân Việt ơi. Có con nào 5 chỗ số động không? Tầm 250 triệu. Tầm 250 triệu. Số động thì bên em đang có mấy đầu Morning này. Đấy, bác tham khảo cho em đi. Đây, 250 triệu số động đây. Kia Morning số tự động 2011 bản đủ. Đấy, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng nhá. Một chủ từ đầu nhá, một chủ lũ từ đầu này. 5 chỗ số động này. Đấy, là dáng đúc phai lốp láp đẹp, có vành đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương kính cụp xe điện, cặp đèn pha, trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đăng ký đăng kiểm thì còn khá là dài luôn, đến tháng 4 năm 2023. Đấy, còn này bên em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình tham khảo là 265 triệu đồng nhá. 265 triệu đồng cho mẫu Kia Morning số động này ạ. Đấy. Đấy, bác Hạo Lam là quan tâm đến 5 chỗ số động này, tham khảo xe mò đi bác Hạo Lam ơi. Đấy.
Còn Gentex màu bạc 2010 số tự động báo giá rồi này, 235 triệu đồng này. Thì cạnh mẫu Gentex tiếp tục một mẫu xe đến từ Hàn Quốc nhé, báo giá gia đình mình này. Hyundai Grand i10 bản đủ đời 2014, đăng ký năm bánh 2016. Con này bên em đang giao bán với mức giá tham khảo gia đình nhà mình 235 triệu đồng bản đủ. Đấy, bản đủ thì trang bị nào mình cùng tham khảo em nhé. Trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xi nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Màn hình con này thì to rồi nhá, màn hình cova cỡ lớn rồi, phục vụ nhu cầu cho gia đình mình. 235 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand i10 ạ. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 vừa rồi, tiếp tới đây em Tùng xin báo giá gia đình một dòng 7 chỗ đến nhà Kia đây. Kia Zondo 2016, đăng ký là bánh năm 2018, động cơ 2.0 số tự động, 7 chỗ ngồi nhá, 7 chỗ ngồi. Đây, một dòng xe gia đình rất là đẹp đến nhà Kia đây, Zondo 2016. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Đấy, mặt ga lăng này đấy rất là to và rộng này. Đấy, tạo sự khỏe khoắn này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài, đăng ký đăng kiểm đến tháng 8 năm 2023. Đấy, vô lăng 3 chấu nhá, túi khí toàn trên vô lăng này, tích hợp các nút điều khiển này, gảy số thể thao nhá. Bên táp lô phụ cạnh ghế người lái này cũng có túi khí toàn rồi. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi nguyên zin. Em đang bán con này với cửa tiền là 475 triệu đồng cho anh chị quý vị nhà mình cùng tham khảo nhá. Đấy, bác nào mua này giảm ngay 10 triệu đồng mẫu này. Đấy, chỉ còn có 460 thôi. Kia Morning có trả góp không anh? Con Kia Morning đời 2011 thì lại không trả góp gì bác ạ. Đấy, con Kia Morning đời 2011 thì không trả góp nhá. Có mấy chiếc Kia Morning màu vàng này. Đấy, 2016 này, đời 2014 trở lên thì mới hỗ trợ trả góp bác Chiến Minh nhá. Đấy, bác Chiến Minh là không biết là bác Chiến Minh là đang quan tâm đến tầm bao tiền nhỉ. Đấy, con màu vàng này thì 195 triệu đồng này. Đấy, cố hỗ trợ trả góp nhá, tư nhân chính chủ 34A Hải Dương đây. Đấy, bác Chiến Minh mà đang quan tâm đến dòng xe trả góp nhá, nhắn tin qua fanpage cho em. Nhắn tin qua fanpage cho em nhá, em tư vấn cho bác về những đầu xe hỗ trợ trả góp bên em ạ. Vâng, thì ở phía này xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình hai mẫu Hyundai Grand i10 bản đủ đây. Hyundai Grand i10 bản đủ 2014 màu bạc và Hyundai Grand i10 bản đủ 2016 màu trắng nhá. Con 16 này 260 triệu, còn con màu bạc này là 235 triệu đồng. Đấy, cùng là bản đủ thì được trang bị phanh đĩa chống bó cứng ABS, xi nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, vô lăng túi khí, tất cả các nút điều khiển trên vô lăng nhá. 235 triệu đồng. Đời 2014 Hyundai Grand i10 bản đủ và 260 triệu đồng. Hyundai Grand i10 bản đủ màu trắng này nhá. Đấy. Đem vào phía trong sâu sâu này, xem có những mẫu xe nào trong này nhỉ để giới thiệu gia đình nhỉ. i10 số tự động thì chưa có bác ơi. Còn Vios số tự động thì đang có một mẫu là 2017 và một mẫu là 2019 bác Nguyễn Quang nhá. Đấy, đốc đợi em một xíu này, em giới thiệu vài mẫu trong góc này thì em sẽ ra hai con Vios số động để tham khảo cho bác này. Vâng, tiếp theo đây xin giới thiệu anh chị quý vị mình một mẫu xe máy dầu nhá. Một mẫu xe máy dầu thì mình cùng tham khảo đấy ạ. Có con Cruise 212 số động biển Hà Nội không? Cruise 212 số động biển Hà Nội tạm thời chưa có bác nhá. Để lại cho em xin số điện thoại đi, làm có đầu cờ lui. Đời 212 số động biển Hà Nội thì em xin liên hệ trực tiếp cho bác ạ. Đây nhá, một mẫu máy dầu bên em đang bày bán nhá. Captiva, đấy Chevrolet Captiva, một mẫu xe form dáng Mỹ rất là to, rất là rộng đây. Xe là trang bị động cơ 2.0 máy dầu, 7 chỗ ngồi. La răng đúc có vành đĩa chống bó cứng ABS này. Cam đùi, cam hành trình, màn hình cova cũng như là có cả cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu. Đấy, gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm còn rất là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá. 7 chỗ máy dầu, đấy rất là kinh tế luôn. Chỉ có 315 triệu đồng thôi mình ạ. Vâng, các bác đang xem buổi livestream này. Đấy, tiếc gì những lượt like đi. Tiếc gì lượt chia sẻ cho em xin 57 lượt like, 57 lượt chia sẻ đi. Để lan tỏa hơn cái bước sóng livestream này nhá. Để những anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm dòng xe cũ thì đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe để phục vụ đại gia đình mình ạ. Đây, trong góc đường này này, Kia Morning, đấy hơn 100 triệu một tí nữa này, 118 triệu đồng cho mẫu Kia Morning màu vàng, đấy biển Hà Nội nhá. Đời 2011, 120 triệu đồng. Thì đây, cạnh mẫu Kia Morning này, rồi một số mẫu xe số rộng hơn 100 tí mình cùng tham khảo dưới này.
Daewoo Maglot 2005 đăng ký vào bánh năm 2007. Sedan hai đầu phân khúc hạng D như một vòng xe sang đây. Trang bị rất là nhiều option hiện đại luôn. Đây, đèn pha bi cầu này, phanh đĩa chống bó cứng ABS này, vô lăng túi khí này, sấy gương này, sấy kính này, sấy ghế này, gương kính chỉnh điện, ghế cũng chỉnh điện nhá. Đấy mà chỉ có 135 triệu đồng thôi. 2.4 số đậm Maglot 2004 gửi đến gia đình nhà mình ạ. Đây. Đây, tiếp tục đây. Số tự động tiếp tục này, số tự động loanh quanh 200 này, nhà mình tham khảo dùm em này. Kia Morning số tự động 209 đăng ký đăng bánh 2010. Đấy, màu trắng 190 triệu đồng thôi nhá. Máy số keo chỉ sơn xì còn đại chất. Đấy, Morning số tự động 2009 190 triệu đồng. Đây thì hôm nay bên em có về mẫu Kia Morning tập lái mới, mình cùng tham khảo nhá. Đây, Kia Morning 2008 nhập Hàn, đăng ký và làm bánh tại Việt Nam năm 2012. Xe này mang động cơ 1.0 số sàn, trang bị rất là nhiều luôn. Trang bị rất là nhiều đồ chơi này. Là răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS này, cam nồi cam hành trình, màn hình OLED cỡ lớn xin nhan trên gương, máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất. Em Tùng đang bán con này với cửa tiền là 143 triệu đồng thôi. 143 triệu đồng ra đây nhá. Đấy, nhỏ gọn, tiết kiệm nhựa, bền bỉ, rất là lành. Đấy. Đây, trong góc này thì có khá nhiều dòng tập lái nhá. Trong góc này thì có khá nhiều dòng tập lái cho mình cùng dễ tham khảo. Chào bác tụ. Ok, chào bác Kenny Vũ nhá. Có Captiva trả góp không? Còn Captiva thì không trả góp ơi. Còn Captiva đời 2009 thì không trả góp được bác nhá. Vâng, thì ngay trước máy quay đây xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu i10 nhá. Hyundai Grand i10 2008 này đấy. Đăng ký bánh 2010 1.0 số sàn 4 máy. Đấy, 135 triệu đồng thôi. Anh chị quý vị mình đang muốn chọn mình những số xe tập lái nhá. Tham khảo cho em chiếc i10 là 1 này và chiếc Hyundai Ghost này là 2 nhá. Đấy, loanh quanh có 130 thôi. Máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất. Đấy, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, những nhu cầu cơ bản nhất. Tập lái tránh mưa tránh nắng này, đi chơi đi câu cá này. Đấy. Hyundai Grand i10 và Hyundai Grand Ghost nhá. 135 triệu đồng, đồng giá hai chiếc rồi. Đây, tiếp tục loanh quanh tầm 150 này, tầm 150 triệu. Nhà mình cùng tham khảo xem mẫu xe này. Accent 2009 màu trắng tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 156 triệu đồng thôi. 156 triệu đồng. La răng đúc này, lốp láp đẹp. Đấy, cam 360 này, màn hình cô va này, cam nồi cam hành trình này, không thiếu một tí rồi nhá. Đấy, bán 165 triệu đồng thôi. Thì mình cùng tham khảo xuống em ạ. Vâng, chào Trần Thăng, chào Quan Thanh. Chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Đây thì chỗ này. Đấy, góc này thì đang có 3 xe số động nhá. Các bác, các cô, các chị nào mà vừa có bằng này mà đang quan tâm đến những đầu xe số động nhá, tham khảo cho em 3 chiếc này đi. Đấy, Kia Morning 209 này, Kia Morning 209 và Kia Morning 2010 đều là bản SX bản đủ nhá. Đấy, 205 triệu đồng này, 235 triệu đồng này, 215 triệu đồng này. Đấy, full đồ chơi rồi. Cam nồi, cam hành trình. Đấy, màn hình cova này, phanh đĩa chống bó cứng ABS này, máy eco nhá, số động, cần số sắc điều hòa auto nhá. 205 triệu đồng màu bạc này, 235 triệu đồng màu xanh và 215 triệu đồng màu trắng này. Chào cho Tùng, chốt Captiva đi. Ok bác ơi, chốt Captiva. Có con i10 1.10.0 là sao anh nhỉ? Đấy, anh Dương Hiền ơi, i10 1.10.0 là sao anh ơi? Đấy, anh bình luận rõ hơn hồ dùm em một xíu nha anh nhá. Đấy, đằng sau mẫu 3 mẫu Kia Morning số động rồi. Tiếp tục anh chị quý mình tham khảo cho em một mẫu số động hai đầu sedan hơn 200 một tí thôi. 215 triệu đồng cho mẫu Kia Pride 2008 nhập Hàn, đăng ký bánh tại Việt Nam 2010. Động cơ 1.4 số tự động. Đấy, sedan đầu. Vô lăng túi khí này, cam nồi cam hành trình, màn hình cova cỡ lớn rồi. Đấy, còn bên em đang bán với cửa tiền là 215 triệu đồng thôi. Đấy, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị gia đình nhá. Đấy, nhập Hàn 2008 mà chỉ có 215 triệu đồng thôi ạ. Số tự động. Đây. Đâu bác nào mà vừa hỏi Vios số động này. Vios số động thì tham khảo cho em mau đi. Đấy, Vios 2017 đăng ký là bánh 2019, 1.5 số động. Con này bên em thì đang bán với cửa tiền là 448 triệu đồng.
Đấy, bản E nhá, 440 đồng, số động bản E 110 triệu đồng. Có i10 135 triệu đồng. Có i10 100 triệu đồng à? Bên em đang có con i10 135 triệu đồng bác ơi nhá. Đấy, để em sẽ quay lại đây với bác xem này, em báo giá lốt con váy rồi nhá. Váy số động 217 448 triệu đồng, số động bản E. Đấy, máy số keo chỉ sơn xin còn zin nữa, bao test hàng trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình mình. Đâu nhỉ? Con va con i10 tầm 100 à? Đây, i10 tầm 100 thì không có, nhưng hơn 100 này. Hơn 100 thì có mẫu này. Để bác tham khảo cho em đi. i10 135 triệu đồng nhá. Đấy, 135 triệu đồng cho mẫu Hyundai con i10 đời 2008. Đăng ký là bánh năm 2010 đấy ạ. Đấy, sơn xi máy số keo chỉ còn cực chất, cực đẹp luôn. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 2 năm 2023. Đấy. Vô lăng túi khí này. Đây, nội thất bên trong đây. Vô lăng túi khí này, màn hình Android này. Đấy, nội thất thì sạch sẽ rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi nhá. 135 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand i10 ạ. Quay trực tiếp con Hyundai Ghế đi. Đâu, đây trực tiếp con Hyundai Ghế đây. Đây trực tiếp con Hyundai Ghế đây nhá. Đây Hyundai Ghế 2008 nhá. 1.0 số sàn màu xanh. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp. Đăng ký đăng kiểm dài nhá. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023 này. Đấy, nội thất bên trong đây. Nội thất ghế da màu be này, đấy, cam đùi cam hành trình này. Đấy, màn hình OLED này, vô lăng 3 chấu túi khí toàn trên vô lăng nhá. Con này thì trần được độ trần nỉ 5D rồi. Đấy, 135 triệu đồng, máy số keo chỉ sơn xi còn bao chất, bao đẹp. Cho mẫu Hyundai Ghế 2008 đấy ạ. Đấy, 135 triệu đồng thôi gia đình nhá. Vâng, chào bác Võ Cảnh này. Đấy, hai bác Võ Cảnh, chào bác Đoàn Thanh, chào bác Thu Hằng. Chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream này nhá. Đấy, thì góc này là em đã báo giá hết rồi này. Đấy, báo giá em báo giá hết rồi này. Em ra xem cái góc đằng xa xa kia. Em báo giá không còn sót mẫu nào nhá. Đấy, Vios 209 này, 206 này, 3130 rồi này. Vios 216 360 triệu đồng này. Đây, tiếp theo đây 7 chỗ tầm trung đây. 200 triệu. Đấy, dưới 200 triệu nhá. Quanh kỹ con i10 230 triệu màu bạc biển Hà Nội. Anh quay kỹ video cho em. Ok bác đại gia nghèo nhá. Cho em xin 57 lượt chia sẻ đi nhá. Tí nữa thì em sẽ gửi cho bác cái video chi tiết nhất của con i10 230 triệu màu bạc biển Hà Nội nhá. Vâng, cảm ơn bác ạ. Đây. Ở Vivante 2009 đăng ký năm bánh 2010. Biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đây, số động 190 triệu đồng. Đấy, 7 chỗ tầm trung gửi ra mình nhá. Vivante Chevrolet đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Tháng 12 năm 2022 nhá. 190 triệu đồng, số tự động 7 chỗ. Đây thì chỗ này em xin giới thiệu đến anh chị quý vị chân đời mình này. Đấy, một chiếc Honda CRV nhá. Honda CRV 2009 đăng ký nó bánh năm 2010. Động cơ 2.4 số động. Xe được trang bị la sáng đúc 4 bánh, phanh địa chống bó cứng ABS thì được có rồi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Xi nhan trên gương, gương kính của xe điện, đăng ký đăng kiểm còn rất là dài. Đấy, con này bên em đang bán với cửa tiền 405 triệu đồng thôi. Mình tham khảo dùm em hai mẫu SDV cầm cao nhá. Đấy, Santa Fe 207 310 triệu đồng và CRV 209 nhá. 405 triệu đồng. Asen 219 màu trắng này báo giá rồi này. Vâng, chào bác Thắng Dũng đặng kiểm này. Đấy, Asen 219 báo giá rồi này. Asen 209 báo giá rồi này. Chevrolet Avel này, à đây, con Avel 2016 chưa có giá này. Chevrolet Avel 2016 màu vàng, màu bạc nhá. Cửa tiền là 215 triệu đồng thôi. Số sàn 5 chỗ ngồi. Máy số keo chỉ sơn xi còn đẹp còn chất. Đấy, bán bằng con modeling thôi, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm sau cơ. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi nguyên zin. Cầm bệ chắc chắn không mục ngoặt nhá. 215 triệu đồng. Đây, em đang báo giá Avel màu bạc đây. Đấy, 215 triệu đồng. Avel 2016 tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng. Đây, cạnh mấy mẫu này báo giá rồi này. La Chetti CDX 2010 số đậm 1.6 này báo giá rồi nhá, 255 triệu đồng này. Vivante màu đen 209 160 báo giá rồi này. La Chetti 207 140 triệu đồng báo giá rồi này. Đây, xem góc này có mẫu nào chưa báo nhỉ.
Lúc này con mẫu nào chưa báo nhỉ? À đây, còn con CX này đây. Còn một con CX cực chất nữa nhá. Tham khảo dùm em anh chị quý vị gia đình ơi. La Chetti CX 2010 đăng ký bánh 211, máy số keo chỉ, sơn xi nguyên zin, sedan hai đầu phân cúp hạng C. Em Tùng đang bán với cửa tiền 258 triệu đồng, báo rút hồ sơ cho anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đấy, la sáng đúc, phanh đĩa chống bọc cứng AVS, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haran chiếu sáng đa chiều này. Cam đùi cam hành trình, màn hình Cova nhá. Đấy, option cửa sổ trời Blorama nhá. 258 triệu đồng cho mẫu sedan đầu phân khúc hạng C đây ạ. Đây, đầu này báo giá nào. Chút này báo giá này. Ghen trái kìa. 235 triệu đồng báo giá này. Y10, con này thì biển Hà Nội nhá, con này y biển Hà Nội gốc này. Đó, bỏ hôm nay thì bỏ biển ra làm lại cái biển cho đẹp hơn rồi. 235 triệu đồng này. Zondo 2016 này 407 này. Gen trái màu đỏ 220 triệu đồng báo giá rồi này. Toyota Vios màu vàng cát 2018 này, đăng ký là bánh 220 này, 515 triệu đồng này. Đấy, Morning màu vàng báo giá rồi này. Đấy, hàng đầu này báo giá hết rồi. À đây, còn mẫu này chưa có giá nhá. Còn mẫu này chưa có giá này. Mình tham khảo giùm em nhá. Y10 màu trắng 216 đây. Y10 màu trắng 216. Chào cảm ơn bác Thanh Đình, em nào cũng xinh mà giá lại rẻ không biết chỗ nào. Đấy, bác Thanh Đình cứ tham khảo cho em đi nhá. Cứ tham khảo cho em đi nhá. Đấy. Chốt được trên bức sóng livestream ngày hôm nay này, chốt được trong khung giờ livestream này nhá, giảm cho anh chị quý mình 10 triệu đồng nữa luôn đấy. Đấy, báo giá này là còn chưa giảm đâu, nếu mà chốt được giảm 10 triệu đồng nữa nhá. Đấy, hỗ trợ chip xe trên toàn quốc. Đây có đi 12 16 báo giá thì mình này. Y12 16 bản bay. Nhân độ lên la sáng đúc rồi, xin nhan trên sườn xe. Gương kính cụp trên điện đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 2022. Con này thì bên em đang bán với mức giá xong muốn cho gia đình nhà mình 240 triệu đồng, đời cao. Đấy, đời cao chỉ có 240 thôi nhá. Y10 màu trắng mẹ mắng mua. Đây, trong đây lại có một con Y10 nữa này. Đấy, trong đây lại có một con Y10 màu bạc 2014, biển tư nhân thủ đô. Đấy, 235 triệu đồng, bản đủ, đời 2014. La sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng AVS, xin nhan trên gương kính cụp xoay điện 1.0 số sàn đập ấn nhá. Toyota Vios 209 màu đen báo giá rồi này, 210 triệu đồng này. Kia Morning 2016 197 triệu đồng này. Đấy, đời cao mà không đến 200 này nhá. La sáng đúc, phanh lốp láp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haran chiếu sáng đa chiều này. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài nhá, đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Con Vios 213 214 215 đẹp không bạn? Vios 213 214 215 thì lại không còn nữa rồi. Vừa bán hôm trước rồi. Nhưng đang còn Vios 2016 này. Còn Vios 216, 217 và 219 bác nhá. Đây, 16 đây. Vios 16 màu vàng cát, độ lên phong cách giải hai màu của mấy bác này. Đấy, la sáng đúc lốp nắp đẹp bản E 1.5 số sàn. Đấy, cam đùi cam hành trình, màn hình Cova, đèn pha bi cầu. Đấy, lốp nắp thì còn chất còn đẹp, gầm bệ chắc chắn một mùa một nhá. Đấy, 1.365 triệu đồng cho mẫu này. Đấy, 216 đây. Tham khảo xem mẫu này nhá. Xe cực chất cực đẹp luôn. 360 triệu đồng. Hỗ trợ trả góp bao ship xe cũng như là hỗ trợ những thủ tục mua bán ạ. Đấy, thì bên em bán xe ra này. Cam kết trên giấy tờ văn bản cho anh chị quý vị như mình là xe không đâm đụng, không va chạm, không ảnh hưởng đến kết cấu khung cầm sắt xi, không thủy kích ngập nước. Đấy, không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý như cầm cố tranh chấp nhá. Đấy, cam kết trên giấy tờ văn bản cho anh chị quý vị mình, nếu sai bên em xin hoàn lại tiền và nhận lại sản phẩm cho anh chị quý vị gia đình nhá. Hoàn lại tiền 100% luôn. Đấy thì khung giờ mỗi tối này, đấy, mỗi người sẽ có một túi vui riêng. Thì em xin anh chị quý vị gia đình mình từ khoảng tầm 40-45 phút thôi. Đấy, em nên sóng báo giá về những đầu xe bên em đang có cho mình cùng tham khảo nhé. Đấy, cảm ơn anh chị quý vị nhà mình đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, 67 đầu xe đã báo giá hết rồi nhé. 67 đầu xe. Đấy, rất là đủ đời này, đủ tiền này, đủ phân khúc cho mình dễ dàng lựa chọn nhé. Đấy, các bạn mà quan tâm sâu này, nhắn tin trực tiếp cho em qua hai fan qua fanpage Chợ Ô Tô Đầu Mối Hải Dương, hoặc là hai số line 0343540999 và 0347701777 để em tư vấn thêm nhé. Có con nào AT dưới 200 củ không? AT dưới 200 củ. Bên em còn một chiếc Kia Morning đời 2008 nhá. Đấy, dưới 200 củ thì còn một chiếc. Đấy, bác lại Đắc Việt nhá. Đâu em xem nó để đâu nhỉ? Đâu em xem nó để đâu rồi để em tư vấn cho anh con Morning dưới số lượng dưới 200 triệu nhá. Đây,
mua linh dưới 200 củ số động thì anh tham khảo cho em mỗi này nhá. 2 hay là 8 nhập hàng đăng ký là bánh 2010 màu trắng đây. Đấy, la răng sắt zin bản theo xe này, vô lăng túi khí này, cam đùi cam hành trình này. Đấy, màn hình OLED thì cỡ lớn rồi nhá. 190 triệu đồng cho mẫu Kia Morning bảng SX kìa. Đấy, dưới 200 triệu đồng thì có mẫu này nhá. Đấy, thì vừa rồi đã báo giá hết cái đầu sản phẩm bên em đang có rồi. Cảm ơn anh chị quý vị mình đã xem hết video giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay. Đấy, gọi mọi thắc mắc gì thì gọi trực tiếp cho em qua hai số Zalo ạ. Xin chào và gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi lên sóng báo giá tiếp theo cho ô tô đồng ngoại dương. Rất cảm ơn gia đình mình.